Rồi thôi mình bắt đầu ha. Mấy bạn nghe rõ chưa ta? Có bị rè Mấy bạn nghe cô nói rõ chưa? Có bị rè Ồ, không ai nghe cô nói gì hết hả? Mấy đứa phản ứng chậm quá. Câu hỏi thì có ai có mic nó bật lên nói liền cho nó nhanh. Rồi câu A. Cô sửa ha, cô thấy có một số bạn không có làm mấy bài rút gọn mà không làm ba bài luôn, thì cô nghĩ mấy bạn bị quên ha. Cô có viết trong đó là ba bài rút gọn nhưng mà chắc mấy bạn bị quên, mấy bạn chỉ nhớ làm hai bài ví dụ à. Rồi thì giờ cô sửa phần rút gọn. Rồi cô yêu cầu mấy bạn khi làm bài rút gọn là phải có điều kiện đúng không? Điều kiện xác định của mình bao gồm căn nè, thì trong căn lớn hơn bằng không, có mẫu thì mẫu khác không. Đó, vô làm bài kiểm tra cũng vậy, xác định đâu căn đâu thì căn phải là trong căn lớn hơn bằng không, mẫu đâu thì mẫu khác không. Rồi a lớn hơn bằng không thì để nguyên nè, giờ đây thì thành căn a khác một, mà căn a khác một thì dẫn đến a khác một bình, mà một bình thì là một ha. Vậy đây là điều kiện của mình. Rồi giờ tới phần rút gọn. Để bữa cô cũng chỉ cho hai hướng cho mấy bạn làm. Một á, là mấy bạn có thể đi rút gọn trước. Mấy bạn thấy tử này là hằng đẳng thức nè. Căn A tất cả mũ 3 nè. A nhân căn A là căn A tất cả mũ 3. Còn bạn nào quên mất thì có thể suy luận lại. A là thành căn A bình nè. Nhân thêm cho một cái căn A nữa thì thành căn A tất cả mũ 3. Trừ 1 là trừ 1 mũ 3, thấy chưa? Trừ căn A. Đây là hằng đẳng thức. A mũ 3 trừ b mũ 3 sẽ thành a trừ b nhân a bình cộng ha, cái dấu này dễ dễ sai nè, trừ ở đây thì cộng ở đây, cộng cho ab cộng b bình. Rồi giờ ráp hằng đẳng thức cho đúng, a trừ b vậy là căn a trừ cho một. A bình vậy là căn a tất cả bình nè. Cộng AB là cộng căn A nhân với 1 nè. Cộng B bình là cộng 1 bình. Hai thằng này giống nhau triệt tiêu được rồi đúng không? Sau khi đưa về tích, hai thằng nào giống nhau thì mình được triệt tiêu rồi nè. Thì mình còn căn A bình thì là A. Này là cộng A cộng 1. Trừ đi cho căn A. Thì còn A cộng 1 ha. Được chưa? Thì tương tự cách thứ hai của mình. Này là mình đi rút gọn trước. Mình khai triển hằng thức ra tích đi rút gọn trước. Còn với cách hai. Mình đi quy đồng. Mẫu chung của mình sẽ là căn A trừ 1. Vậy A căn A trừ 1 mình viết lại nè. Đi quy đồng lên. Thì thằng này là trừ căn A không có mẫu gì hết. Vậy nhân thêm cho căn A trừ 1. Này bằng. Khai triển ra. Nhân phân phối vô đây thì được. A nè trừ cộng căn A trên cho căn A trừ 1. Rồi sau khi quy đồng xong thì mình phải đưa trên tử thành tích, tích của những thằng nào đó. Đó, mình đưa tử về tích. Mẫu mình không đưa được nữa thì mình để nguyên ha. Rồi mình lựa là mình sẽ gom hai thằng nào với nhau nhìn cho nó dễ. Thì có thể cô sẽ gom thằng 1 với thằng 3.
cô rút chữ A ra thì còn căn A trừ 1. Cô gom thằng 2 với thằng 4, cô cũng được căn A trừ 1. Vậy sẽ là căn A trừ 1 nhân với A cộng 1 ha. Thì mình cũng được A cộng 1. Không phải bài nào thì mình cũng làm được hai cách này đâu, tùy tùy bài thôi. Nên vô mình phải phán đoán là ừ, nếu như mình có rút gọn trước được thì nhìn nó có đẹp không, nhìn nó có dễ làm không. Giống như bài này này, em rút gọn lại xuống thì em dễ làm hơn đúng không? Chứ nếu mà mới vô mà em bập vô một quy đồng liền luôn thì em sẽ thấy tới cái bước này em phải lựa chọn để em đưa về tích nữa thì nó sẽ khó hơn. Nhưng mà không phải bài nào cũng rút gọn trước được ha, có một số bài là bắt buộc là mình phải quy đồng rồi mình mới đưa về tích để rút gọn được. Được chưa? Rồi tới câu B. Điều kiện xác định của mình bao gồm có căn nè thì trong căn lớn hơn bằng không, có mẫu mẫu khác không. Rồi nếu như thấy căn ít thì mình vẫn có thể giải bình thường là đây đúng không? Tuy nhiên bữa đã dặn rồi, muốn bình phương hai vế, cái bước tiếp theo của mình á là muốn tìm ít thì phải bình phương hai vế đúng không? Thì thành ít khác trừ hai tất cả bình. Mà cô lưu ý hoài rồi ha, muốn bình phương hai vế thì hai bên đều phải lớn hơn bằng không hết trơn á, chứ còn một bên lớn mà một bên bé là không được. Một bên lớn mà một bên bé thì thành sai đó nha. Nên với bài này em nhìn nè, một thằng thì lúc nào cũng lớn hơn bằng không hết, một thằng thì bé hơn không, thì có bao giờ mà bằng nhau được đâu, nên chắc chắn là khác rồi. Giống như số 1 với số trừ 2 là lúc nào chả khác nhau, số 0 số trừ 2 thì chung lúc nào chả khác nhau đúng không? Nên trong trường hợp này tới đây mình viết thêm một chữ nữa là cái điều này là hiển nhiên rồi. Nên điều kiện của mình chỉ còn lại ít lớn hơn bằng không thôi. Điều kiện của mình chỉ còn lại cái thằng trên thôi. Thằng dưới hiển nhiên đúng rồi, không làm tiếp. Nên không phải bài nào mình cũng đem đi bình phương đâu nha. Phải để ý một chút coi nó có lớn hơn không, không mới đem đi bình phương. Lớn hơn bằng không, không mới đem đi bình phương. Rồi giờ tới rút gọn. Bài này thì cũng làm được hai hướng đúng không? Thôi cô làm hai hướng luôn đi để trình cho nó quen quen mấy cái vụ rút rút. X căn x cộng 8 rồi x căn x thì sẽ là căn x tất cả mũ 3 nè, 8 thì là 2 mũ 3. Ta chuyển hằng thức này ra, hằng đẳng thức của mình là A cộng B tất cả mũ 3 sẽ là A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B. Ở đây dấu cộng thì ở đây là dấu trừ. Thì mình được là căn x cộng 2 nhân với căn x bình nè, trừ cho căn x nhân với 2 nè, cộng 2 bình nè. Bạn nào chắc chắn rồi thì mới làm nhanh thôi nha, chứ không thì cứ viết bình thường vậy đi. Rồi căn x cộng 2, căn x cộng 2 hết. Căn x bình thì ra x nè. Trừ 2 căn x cộng 4, trừ thêm cho 2 căn x nữa. Thì thành x trừ 4 căn x cộng 4. Tới đây là được rồi. Nhưng cái dòng này cô viết thêm nè, để nhìn cho mấy bạn quen hằng đẳng thức rồi này kia. Căn x trừ 4 căn x cộng 4. Đúng không? Cái dòng phía này là viết thêm. Rút gọn tới đây là được rồi. Viết thêm để nhìn quen hằng đẳng thức. Được ha. Rồi tới cách 2 là giờ đi quy đồng.
x căn x cộng 8 viết lại. Mẫu chung của mình là căn x cộng 2. Thằng này không có mẫu gì hết thì nhân vô luôn. Nhân vô thêm cho căn x cộng 2 luôn. Nhân phân phối vô. Rồi. Hai x thôi, cô biết nha. Rồi giờ gom thằng nào cho dễ nhìn. Bốn thằng này thì gom mấy thằng nhìn cho nó dễ, có thể rút x ở đây. 1 với 3. 2 với 4. 1 với 3 rút x ra thì còn căn x trừ 2. 2 với 4. Ở đây mình lưu ý là căn x rồi mới trừ 2 ha. Ở đây trừ 4 thì thôi mình rút trừ 4 ra. Thì mình cũng được căn x trừ 2. Có căn x trừ 2 giống nhau rút ra nè thì còn x trừ 4 nhân với căn x cộng 2. Ở đây căn x trừ 2, dưới đây căn x trừ cộng 2 là không rút gọn được. Vậy thì cái thằng x trừ 4 này mình phải viết tiếp. Thì mình thấy x trừ 4 là cái gì đây? Nếu viết thành 5 lớp 8 thì nó là x bình trừ 4 đúng không? Mà x bình trừ 4 là hàm mẫn thức. Nó ra x trừ 2 nhân x cộng 2 đó. Nếu nhìn chưa thấy thì viết lại 5 lớp 8 để nhìn. Thì giờ thành căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2. Trên cho căn x cộng 2. Lúc này tiêu được rồi nè. Thì nó ra căn x trừ 2 tất cả bình. Vậy là x trừ 4 căn x cộng 4 đó. Được không? Nên mấy cái phần gom gom tách tách này của mình là phải làm nè. Đó mấy cái chỗ mà tự nhiên sao gom này với kia thì mình lựa sao gom cho được dễ gom. Được không? Thường thấy mấy bạn cũng làm được. Rồi giờ tới bài 2 nè. Không biết chỗ nào thì nói lên để cô dừng lại một miếng nha. Ủa sao hôm nay tới 53 bạn vô học rồi nha. Thấy 50 bạn vô học mà sao nộp bài cho cô có ba mươi mấy bạn nộp vậy? Rồi. Nên mình có hai cách. Mấy bạn vô làm bài kiểm tra rồi thì phải phán đoán coi là trên tử này mình đưa về tích thì có rút gọn ở dưới mẫu không? Rút gọn xong thì cái bài của mình nó dễ dàng làm không? Nếu dễ thì mình rút gọn luôn. Chứ mắc gì mình phải đi quy đồng chứ cho nó mệt đúng không? Nào là quy đồng phải nhân vô rồi gom lại tùm lum hết. Còn một số bài á bắt buộc là phải quy đồng luôn, tại nó không tách được gì hết trơn á. Nhưng mà đầu tiên vô cứ phải điều kiện căn A, vậy A lớn hơn bằng 0. Có mẫu, có hai cái mẫu lận vậy thì căn A cộng 1 của mình phải khác 0. Căn A cộng 2 của mình phải khác 0. Rồi nếu như mình giải bình thường thì mình có A lớn hơn bằng 0 nè. Căn A khác trừ 1. Vừa nói xong đúng không? Một thằng thì lớn hơn bằng 0. Một thằng bé hơn 0. Thì cái điều này là hiển nhiên rồi. Tương tự căn A khác trừ 2 cũng là hiển nhiên đúng không? Nên hệ điều kiện mình chỉ còn A lớn hơn bằng 0 thôi. Đây, điều kiện mình chỉ còn duy nhất thằng này thôi. Rồi mình đi rút gọn. A trừ 1 trên cho căn A cộng 1. Ở trên kia mình vừa mới có A x trừ 4 là hàm mẫn thức xong. Thì dưới đây A trừ 1 thì cũng tương tự thôi. 4 trừ A trên cho căn A cộng 2. 4 trừ A cũng tự tự đúng không? Đây hàm mẫn thức số 3 cho mình. Căn A cộng 1 nhân căn A trừ 1 trên căn A cộng 1. Tới đây thấy rút gọn liền rồi nè. Vậy mình tách đi.
mắc gì mà mình phải đi quy đồng đúng không? Bạn nào mà bài này đi quy đồng là hơi cực ha. Quy đồng nhân vô tùm lum hết xong rồi rút gọn lại cũng mất công nữa. Đây 4 trừ A thì ra 2 trừ căn A nhân với 2 cộng căn A. Đó, áp dụng đúng thằng thức. Thì hai thằng này giống nhau, bỏ đi. Vậy lúc này mình còn căn A trừ 1 cộng cho 2 trừ căn A là 1. Chứ bài này thì rút gọn thì mất công hơn ha. Rồi tới câu B. Điều kiện lợi ích của mình phải lớn hơn bằng không nè. Căn x trừ 2 nằm ở mẫu nên phải khác không nè. Căn x trừ 1 ở mẫu nên phải khác không nè. Vậy x lớn hơn bằng không nè. Căn x của mình phải khác 2. Vậy giờ cô định bình phương luôn ha. Thôi làm từ từ đi, mất công mấy đứa làm ẩu. X lớn hơn bằng không. Này, hai bên này đều lớn hơn bằng không hết rồi. Vậy được bình phương đúng không? Vậy x lớn hơn bằng 2 bình, mà 2 bình là 4. Bên đây x lớn hơn bằng 1 bình, 1 bình là 1. Vậy điều kiện của mình đó, cái hệ điều kiện của mình giải ra là được được ba thằng này. Để đó. Rồi giờ mình đi rút gọn. Rồi nếu bạn nào mà nhìn nhìn vẫn chưa quen cái trên tử nè thì mình lại viết thành 5 đến 8 của mình. X thì là x bình trừ 3 căn x thì là trừ 3 x cộng 2. Vậy là mình sẽ đi tìm hai số AB sao cho A cộng B thì bằng đây hệ số của x là trừ 3. A nhân B thì bằng hệ số của x bình nhân số tự do, nhớ nhân thêm dấu nữa ha, hệ số x bình là 1, tự do của mình là 2. Vậy là 1 nhân 2 là 2, đó. Từ đây mình suy ra hai số AB. Thì A của mình sẽ là bạn nào ra A của mình bằng mấy không? A mình bằng mấy, B mình bằng mấy? Để cô làm được cái nha. Mấy đứa trả lời lâu quá. Được không? Mình tính ra A bằng trừ 2, B là trừ 1. Vậy mình sẽ tách cái thằng trừ 3x này thành trừ 2x với lại trừ 1x, mà trừ 1x thì là x thôi ha. Trừ x thôi ha. Đó. Rồi mình lại lấy hàng đầu gom nhau, lấy hàng sau gom nhau. Thì ở trên đây mình làm tương tự. X thì là căn x tất cả bình nè. Trừ 3 căn x thì mình tách thành trừ 2 căn x trừ căn x cộng 2. Lưu ý nha, không phải bài nào mình đưa về tích cái tử này, mình đưa về tích xong mình cũng triệt tiêu được mẫu đâu, không có. Bài này chẳng qua là cô cho như vậy để mấy bạn làm quen thôi, chứ có một số bài nó cũng lừa lọc mình lắm. Mình cũng đưa được về tích nhưng có thể là em đưa được về thành căn x cộng 2 nhân căn x trừ 1, trong khi cái mẫu của em lại là căn x trừ 2 đó. Có một số bài như vậy thì mấy bài này bắt buộc là phải quy đồng ha, chứ không rút gọn được gì hết. Nên vô làm bài kiểm tra là cũng nháp nháp ngó ngó một chút trước, chứ không phải bụp vô là mình viết viết cho đã xong đưa về tích không triệt tiêu được, lại phải bung ra lại, lại phải đi quy đồng thì mất công. Tương tự bên đây cũng không, bên đây mình cũng sẽ tìm hai số AB sao cho A cộng B bằng hệ số của này là trừ 5 và A nhân B bằng 1 nhân với 4 là 4. Đó, từ đây mình cũng suy ra A bằng trừ 4, B bằng trừ 1 ha. Mình cũng tách tiếp. X thì là căn x bình nè. Trừ 5 thì tách thành trừ 4 căn x trừ căn x cộng 4 trên cho căn x cộng 1 trừ 1. Được chưa? Rồi khi đó mình được
Hai thằng đầu này mình gom nhau mình rút căn x ra. Căn x trừ 2. Hai thằng sau mình rút dấu trừ ra thì được căn x trừ 2. À, mấy bạn lưu ý là khi có hai thằng ha, mình cùng lúc mình biến đổi hai bên luôn, chứ đừng có một số bạn lại biến đổi thằng này trước, thằng này giữ nguyên. Cái xong tí hồi biến đổi thằng này xong, rút gọn xong mới bắt đầu biến đổi thằng này thì rất dài ha. Lưu ý là mình cùng lúc mình biến đổi hai thằng luôn đó. Bên này cũng rút căn x ra thì được căn x trừ 4. Rút trừ ra được căn x trừ 4. Trên cho căn x trừ 1. Chỗ này mình được căn x trừ 2 nè. Nhân căn x trừ 1 nè. Trên cho căn x trừ 2. Cộng cho căn x trừ 4. Nhân với căn x trừ 1. Trên cho căn x trừ 1. Đây với đây chỉ tiêu nè. Đây với đây chỉ tiêu nè. Chỉ còn căn x trừ 1 cộng căn x trừ 4 là bằng 2 căn x trừ 5. Đó. Câu B của mình. Được đúng không? Bạn nào không được kêu dừng lại cho em hỏi một chút ha. Tại bài về nhà mấy bạn cũng làm rồi nên cô sửa lại lỡ mấy bạn có sai thôi. Hay có một số bạn làm rút gọn cũng sai. Rồi đây cũng vậy, điều kiện xác định x của mình lớn hơn bằng 0. Căn x trừ 2 mẫu khác 0 nè. Căn x cộng 1 khác 0. Các bạn lưu ý là cô chỉ cái này kỹ nha. Cô chỉ cái vụ mà căn x khác 2 nè. Căn x khác trừ 1 nè. Cái này hiển nhiên nè. Cô nói cái này hoài nha. Cái tới lúc vô kiểm tra cái làm sai chất quốc đi. Mày thằng này hiển nhiên thì thôi khỏi viết tiếp. Thì mình chỉ còn x lớn hơn bằng 0. Này x khác 4. Đó là điều kiện của mình. Rồi giờ mình đi rút gọn. Bài này lại thấy gì? Tử đưa về tích rút gọn được mẫu, tử đưa về tích rút gọn được mẫu thì mình lại đưa về tích tiếp. Nhưng vô thi có thể cô cho một bài tử cũng đưa về tích được nhưng mà không rút gọn được mẫu mà phải đi quy đồng đó nha. Được chưa? Căn x nhân căn x cộng 1. Căn x cộng 1. Nó triệt tiêu đi. Bên đây còn căn x, bên đây còn căn x. À, câu B. Điều kiện. X của mình phải lớn hơn bằng 0 do ở trong căn. Mẫu thứ nhất của mình đây, x trừ 2 căn x cộng 1 khác 0. Thấy x trừ 2 căn x cộng 1 là thấy hằng đẳng thức liền ha. X lớn hơn bằng 0 nè. Thằng này thấy hằng đẳng thức liền. Lý do mình phải đưa về, mình lấy hằng đẳng thức nè. Hồi năm lớp 8 của mình giải á, nếu giải một cái điều kiện như vậy thì đâu có chuyện mà mình đi đây khác trừ 2 rồi mình làm gì tiếp, đâu làm được gì tiếp đúng không? Thì buộc thấy bậc 2 mình phải đưa cái thằng này về tích của hai thằng nào đó khác không. Trong trường hợp này nó thì nó sẽ thành x trừ 2 nhân x trừ 1 đúng không? Mình phải đưa về tích, buộc phải đưa về tích ha. Rồi, hai thằng nhân nhau khác không thì cả hai thằng cùng phải khác không? Dấu ngoặc nhọn ha. Đó. Được chưa?
Thì đây cũng vậy. Đây cũng coi như là bậc 2 đúng không? Mình phải đưa về tích. Mà hên quá là hàm đẳng thức luôn. Thì nó sẽ thành căn x trừ 1 tất cả bình luôn. Là nó là tích sẵn rồi nè. Thằng này x khác 1 rồi. Nếu như thằng này viết theo dạng đây thì mình sẽ là có căn x trừ 1 nhân với căn x trừ 1 khác không đúng không? Nếu viết không viết thành mũ mà viết thành tích thì sẽ là căn x trừ 1 nhân căn x trừ 1 khác không. Mà hai thằng nhân nhau khác không thì cả hai thằng cũng phải khác không. Bởi vì hai thằng này giống nhau nên thôi ghi một thằng thôi chứ ghi chi hai thằng. Được không? Nên mấy bạn dễ sai cái đó ha. Có mấy bạn vô đây cái ghi hiển nhiên không có hiển nhiên nha. Một cái bình phương mà khác không khi bản thân nó khác không mà. Đây chuyển qua thành căn x khác 1 mà căn x khác 1 thì dẫn đến x khác 1. Ở đây cũng có x khác 1 vậy biết một cái thôi. Đó được chưa? Chứ không phải bỏ ha. Nhớ nha. Tích hai thằng khác không thì cả hai thằng cũng phải khác không. Rồi giờ đi rút gọn. Này, thấy được hàm thức nè. Này là căn x trừ 1 tất cả bình. Hàm ẩn thức luôn. Này căn x cộng 1 không làm được gì nữa. X trừ 1 thì thành căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 hàm ẩn thức. Triệt tiêu bớt đi đúng không? Cho nên bên này mình còn căn x cộng 1 trên cho căn x trừ 1. Bên này triệt tiêu mất là không phải còn không đâu nha, còn 1 trên cho căn x trừ 1. Cùng mẫu luôn rồi, đỡ phải quy đồng quá thì nó thành căn x cộng 2 trên cho căn x trừ 1. Được không? Đó, có thể có một số bài như vậy nè. Mẫu đưa được về tích, tử đưa được về tích, rồi mẫu đưa được về tích, rút gọn gì đó đi cái xong biến thành hai thằng mới. Bài này thì người ta cho mẫu giống nhau chứ một số bài người ta cho mẫu khác, có thể chỗ đây biến thành số 2 đi thì tới bước tiếp theo là mấy bạn buộc phải quy đồng rồi ha. Nó mẫu giống nhau thì mình để cộng luôn, còn nếu hai thằng này mẫu khác nhau thì phải quy đồng tính tiếp. Được chưa? Là cái phần bài rút gọn của mình. Thấy có nhiều bạn không không làm ba bài luôn mà chắc là không nhớ. Rồi có thắc mắc gì về ba bài rút gọn không? Có mấy bạn cũng rút gọn sai đó. Rồi tiếp theo là sửa hai cái ví dụ. Hôm bữa chỉ ở ví dụ 2 nè. Khi có sẵn cái số 2 rồi, lưu ý là phải có sẵn số 2. Thì nếu mà mình dùng tay á thì mình sẽ tìm hai số AB sao cho A cộng B bằng cái số mà không dính tới căn là 12. Còn A nhân B bằng cái số trong căn là 35. Từ đây mình suy ra được A bằng B bằng đúng không? Mình suy ra được A bằng 7, B bằng 5. Vậy mình sẽ tách 12 thành 7 và 5. Thì tới bài này mình cũng có thể làm tay.
Mà lưu ý muốn làm tay thì mình cần phải có số 2 ở ngay trước cái căn nè. Thì mình tách số 6 thành 2 nhân với 3 căn 7. Được chưa? Mình cần số 2. Giờ mình đưa số 3 vô căn luôn. Thì đưa số 3 đang ở ngoài đưa vô căn thì thành 3 bình. Vậy này thành 16 cộng 2 căn của 3 bình là 9. 9, 7, 6, 3. Được không? Là mình đang biến cái một cái dạng cho số bất kỳ ở đây về cái dạng giống ví dụ 2. Nếu như muốn làm kiểu tay làm tách 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 ha. Được không mấy bạn? Mình cần số 2 vậy mình tách ra. Cái thằng trước căn nè mình tách cho có số 2 thì 6 sẽ bằng 2 nhân 3. Rồi mình đưa số 3 này vô trong căn. Một số ở ngoài số lớn hơn không bằng 0 nha, số lớn hơn hoặc bằng 0 đưa vô căn thì bình phương số đó lên. Được chưa? Rồi mình được đây. Rồi khi đó nếu làm tay thì mình sẽ tìm hai số AB sao cho A cộng B bằng số không dính tới căn là 16 và A nhân B bằng cái số trong căn là 63. Từ đây mình suy ra được A bằng B bằng. Nó nhẩm thì ra 9 với 7 ha. Vậy khi đó mình tách số 16 thành 9 nè. Cộng 2 căn 63 cộng 7. Đó, mình tách số 16 thành 9 với 7. Mà cô đã nhắc rồi là để số lớn ở phía trước, số bé ở phía sau. Mà rồi cũng có bạn để số lớn ở phía sau à. Dẫn đến làm sai. Tách thành 9 và 7 thì cái này thành căn 9. Dấu ở đây là dấu cộng. Cộng căn 7 tất cả bình. Thì đáng lẽ phải ra trị tuyệt đối là căn 9 thì ra 3. Căn 7 thì không làm gì hết để lại. Đó, đáng lẽ phải ra trị tuyệt đối. Nhưng cô sợ mấy bạn quên trị tuyệt đối. Nên cô đã dặn là để số lớn ở phía trước, số bé ở phía sau. Mà cũng quên luôn. Đã quên trị tuyệt đối rồi chứ còn quên cái vụ để số lớn phía trước, số bé phía sau nữa. Đó là cái phần làm tay của mấy bạn. Được chưa? Còn nếu như bấm máy thì mốt 53 hoặc là menu 922. Cô chỉ kỹ cái chủ bấm máy rồi. Mà sao vẫn có bạn không hiểu để làm nữa. Bấm máy thì số nào cũng làm được. Mình đâu có cần đưa về gì đâu. Bấm máy thì mình cứ vậy là A thì lúc nào cũng là một, B của mình là cái số không dính tới căn, là cái số 16 nè, thì bấm thành trừ 16. C của mình là nguyên cái thằng dính tới căn đây, là 6 căn 7. Vậy mình bấm thành 6 mở ngoặc căn 7, đẩy con trỏ ra, đóng ngoặc cái căn này đem đi bình phương, rồi bấm chia 4. Bấm hai dấu bằng là mình cũng tìm được hai cái ít, một cái bằng 9 với một cái bằng 7 liền. Là mình sẽ hướng tới là tách số 16 thành 9 cộng 7 đây. Đây là bấm máy. Với lại có gửi lại cho mấy bạn cái link YouTube để mấy bạn coi bài giải, mà mấy bạn không hiểu thì mấy bạn có thể lên coi lại bài giải. Cô cũng gửi lại cho mấy bạn cái file để mấy bạn coi mà. Cô có gửi file cho mấy bạn coi mà đúng không? À cô quên gửi file, nhưng mà có mấy bạn ở phía sau, mấy bạn ở dưới, mấy bạn có đăng cái link YouTube vô luôn đó. Mấy bạn vô, mấy bạn bấm vô coi lại. Được chưa? Chứ có gì đâu khó. Rồi tương tự như bài này cũng vậy. Nếu muốn làm tay nè, thì đây 14 trừ 6 thì tách thành 2 nhân 3. Tại phải có số 2 thì mới tìm AB được. Rồi trừ 2. Đưa số 3 vô đây. Đưa số 3 vô trong căn thì thành 3 bình. Trừ cho 2 căn. Đó được chưa? Là mình sẽ đưa về giống ví dụ 2. Rồi mình cũng sẽ đi tìm hai số AB. Sao cho A cộng B bằng 14.
A nhân B thì sẽ bằng cái thằng trong căn là 45. Vậy mình nhẩm mình sẽ thấy A bằng 9, B bằng 5. Đó, phải nhẩm ha. 9 cộng 5 14, 9 nhân 5 bằng 45. Vậy khi đó mình tách số 14 thành 9 và 5, để số lớn ở phía trước nè, số bé ở phía sau nè. Rồi hàm lẫn thức thì mình được là căn 9, dấu ở đây là dấu trừ, trừ căn 5 tất cả bình, sẽ ra trị tuyệt đối. Căn 9 thì là 3, trừ căn 5 thì để nguyên đó, thì sẽ ra 3 trừ căn 5. Được không? Để số lớn phía trước, số bé ở phía sau thì cái thằng này lúc nào cũng lớn hơn không rồi. Còn bấm máy thì vẫn được đúng không? Bấm máy thì cũng tương tự mốt 53. Đó tùy máy của mấy bạn A, B, C. A lúc nào cũng là số 1 hết. B là cái số không dính gì tới căn là 14 này thì thành trừ 14. Thêm dấu trừ vô. C là cái thằng dính tới căn nè. Đem đi bình phương rồi chia cho 4. Đó nhập vô trong máy là vậy luôn á. Đem đi bình phương nè rồi chia cho 4. Cũng hai dấu bằng thì được x một cái bằng 9 với lại x một cái bằng 5 liền. Là tách số 14 thành 9 và 5 liền. Đó, câu A câu B hiểu chưa? Bạn nào không hiểu phải chơi lên nha, chứ bữa bữa sau làm kiểm tra lại kêu con không hiểu cái chỗ đó nên con không làm được. Cô có cho hỏi rồi đó. 27 cộng 10 căn 2. Đó. Rồi giờ mình làm nhanh cái vụ tách tách đi ha. Thì 27 mình để nè. Muốn có số 2 thì mình tách số 10 thành 2 nhân 5 đúng không? Rồi nhân căn 2 đúng không? Và thôi giờ cô đưa số 5 vô trong luôn. Cô đưa số 5 vô trong đây luôn, trong căn luôn. Thì thành 5 bình nhân 2. Mà 5 bình nhân 2 thì thành 50 luôn. Đó. Đó mình có thể biến đổi. Rồi ở đây mình cũng tìm hai số AB sao cho A cộng B bằng 27. A nhân B bằng 50. Hoặc là bấm máy cũng được. Thì mình sẽ tách 27 này thành 25 và 2. Đó, tách 27 thành 25 cộng 2. Vậy cái này sẽ bằng 25 thì là căn của 25 nè. Dấu ở đây là dấu cộng, vậy là cộng cho căn 2 tất cả bình. Thành trị tuyệt đối, căn của 25 thì ra 5, căn 2 thì để nguyên. Cái này 5 cộng căn 2. 9 cộng 4 căn 5. Rồi 9. Muốn có số 2 thì số 4 này tách thành 2 nhân 2 căn 5. Bây giờ số 2 ở ngoài này cô đưa vô luôn. 2 ở ngoài đưa vô luôn thì thành 2 bình nhân 5. Mà 2 bình nhân 5 thì ra 20. Đó, được chưa? Nếu làm tay thì là A cộng B bằng 9, A nhân B bằng 20. Rồi đi tìm AB. Còn bấm máy cũng được thì nó sẽ ra cho mình 9 tách thành 5 nè, biết và 4. Tách thành 5 cộng 4, biết số 5 trước. Số lớn viết trước, số nhỏ viết sau. 5 thì là căn 5 nè. Dấu ở đây là dấu cộng. 4 là căn 4 nè. Tất cả bình. Thì bằng trị tuyệt đối của căn 5 thì không làm được gì hết. Nhưng căn 4 thì ra 2. Chưa? Đó là xong rồi. Đó, có thắc mắc gì ở bài ví dụ 3 không? Các bạn nào thắc mắc không? Ở đây cô viết từ từ là để cô chỉ cho mấy bạn cách để có số 2, được chưa? Là mình tách cái số này ra. Đó. Mình cần số 2 thì mình tách nó ra. Rồi mình đưa vô.
để ra dạng giống ví dụ hai. Còn thực chất mà vô làm bài kiểm tra bình thường thì mấy bạn chỉ cần viết từ đây qua đây thôi, từ đây viết qua đây cho cô là được rồi. Đó, rồi mấy bạn viết thêm một cái dòng tắt là xong. Có bạn nào thắc mắc gì không? Sao có một bạn bị văng ra ngoài? Có bạn nào thắc mắc không? Không có thì mình tiếp nha. 4 trừ căn 12. Hồi nãy ở ví dụ 3. Rồi cô nói lại. Ở câu A cô viết nè. Cô viết từ từ để cô chỉ mấy bạn cách để có số 2. Được không? Chỉ mấy bạn cách để có số 2 thì cô viết từ từ đây, tách số 6 ra thành 2 nhân 3. Rồi tí hồi cô lại đưa số 3 này vô trong căn thành 3 bình. Rồi cô mới ra được cái chỗ 16 cộng 2 căn 63. Còn vô làm kiểm tra thì mấy bạn không cần viết hai cái bước này. Mấy bạn làm nháp, làm nhẩm ở đâu mấy bạn làm. Mấy bạn chỉ cần từ đây viết ra cho cô đây là được rồi. Được không? Viết để cho cô biết là mấy bạn có biết đưa số vô căn không thôi. Chứ còn thực chất từ đây viết ở đây cũng được luôn. Vô vô thi mà bí quá không làm ra được đây thì bấm máy. Từ đây tách thành 9 cộng 7 cũng được luôn. Được không? Viết từ đây tới dòng này để làm theo kiểu tính tay nè. A cộng B, A nhân B. Còn viết mà từ đây qua đây là biết mấy bạn bấm máy liền rồi. Từ đây mà mấy bạn viết qua đây là biết mấy bạn bấm máy. Rồi giờ nói bài 4. Bài 4 mà muốn tính tay thì cũng phải có số 2 đúng không? Đây căn 20 12 à. Không có số 2 lần trước mình phải có được số 2 ở phía trước này mới được. Vậy lấy ở đâu ra? Thì căn 2 12 này mình rút gọn bớt đi thì mình được là 2 căn 3. Vậy là mình có số 2 rồi nè. Nếu bạn nào mà quên mất cái dạng ở ví dụ 1 á thì lại tiếp tục tìm hai số a cộng b sao cho tìm hai số a và b sao cho a cộng b là 4. A nhân b có sẵn số 2 thì cái thằng trong căn là 3. Thì mình đi tìm mình được a là 3, b là 1. Còn nếu nhìn quen, thấy đây có sẵn số 2, thằng trong căn là số 3, cộng 1 thì ra thằng ngoài, chỉ tách thành 3 và 1 liền. Đó, nhìn quen là thấy tách thành liền đúng không? Lưu ý, để số lớn trước số bé sau ha. Trở thành 3 thì thành căn 3 nè, dấu trừ, 1 thì thành căn 1, nhưng thôi căn 1 thì là 1. Vậy sẽ là trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1. Đó, tương tự với mấy câu kia ha. Bài này ra là để nhắc mấy bạn là nhớ là mấy cái số căn mà bự bự này nè. Đó căn 20, căn 12, căn 28. Là phải rút gọn nó đi. Không có để căn 28, không để căn bự như vậy. Phải bấm máy thử coi nó có ra gì không. Đó. Căn 28 thì ra 2 căn 7. Khi mình viết như vậy là mình thấy liền à. 7 cộng 2 căn 7 cộng 1. Đó, cô viết chỉ đối hoài là để mấy bạn không quên. Tại có nhiều bài sau nếu như người ta cho mình kiểu căn của x trừ 1 tất cả bình thì mình cũng phải nhớ chỉ tuyệt đối. Chứ kẻo làm một hồi cứ quên mất chỉ tuyệt đối hết trơn. Rồi câu D. Mấy này dễ cô làm nhanh hơn.
Tách thành 12 thì chỗ này cần căn 12, dấu này dấu trừ. 1 thì là căn 1. Đó, bình. Căn 12 thì ra 2 căn 3. Đó, nhớ biến đổi nha. Đó, vậy là xong bài. Đâu có khó đâu đúng không? Rồi, giờ ngồi làm cho cô ví dụ 5 ơi, sau khi cô làm ví dụ 3, ví dụ 4 cho coi lại rồi đó. Ngồi làm cho cô ví dụ 5 coi. Ngồi làm cho cô ví dụ 5 thử coi. Mấy phút thôi. Có mấy bạn cũng làm rồi, cô thấy mấy bạn có làm rồi á. Thì mấy bạn làm rồi, mấy bạn nào mà có làm rồi á thì ngó xuống phần bài tập để làm tiếp ha, ngó xuống phần bài tập để làm tiếp, tại tí hồi mình cũng sẽ giải phần bài tập. Mấy bạn còn lại làm cho cô ví dụ 5 thôi, làm cỡ 10 phút thôi. Mấy bạn chưa làm nó làm cỡ 10 phút cho cô đi. Xong rồi mình cô sẽ gọi tên sửa ha.
Ủa, tới giờ chưa ta? Nãy cô cho làm từ lúc mấy giờ cô quên mất tiêu rồi. Hết 10 phút chưa? Không nói gì là mấy bạn làm xong rồi hả? À, sao có mấy bạn nhất quyết là không nộp bài cho cô vậy? Rồi, làm tiếp đi ha, để cô nói nha, để cô nè. Như bạn Bảo Nhi Lê Phúc đây nè, Bảo Nhi Lê Phúc là rồi Hoàng Bách Lê nè, Huy Lê Huy Phạm gì nè, tao không nộp bài gì hết em, mấy tuần trời cũng không nộp gì hết. Mình Trần Thanh Trúc, Hưng Lê Hồng Châu, mà ở trong đây cô thấy tới 70 mấy bạn lận. Nè, Khuất Khuất Minh Anh cũng không nộp bài gì hết, không thấy nộp bài tập về nhà gì hết. À, em chỉ không nộp bài tuần này thôi hả? Cố gắng là mình làm bài đầy đủ ha, tại một tuần có tới mấy chục bạn, cứ ba mươi mấy bạn mà trong danh sách là tới 72 bạn trong đây, trừ đi một số giáo viên rồi này kia thì cũng còn 60 mấy, mà đi học có 50 mấy nha, là chắc có nhiều bạn không học rồi, chắc chục bạn không học rồi, rồi vẫn còn 20 bạn không nộp bài. À, có mấy bạn chuyển lớp nữa hả? Chuyển qua chuyển lại nữa đến như Lê Hoàng Bách này là từ đầu tới cuối không nộp luôn, là không biết không đi, không biết có đi học không hay là cũng không học. Ủa Lê Hoàng Bách đây, Lê Hoàng Bách đây, sao không học, không nộp bài gì hết em? Vô ngồi học mà không nộp bài gì hết, không nộp một bài nào hết. Hồng Châu cũng vậy nè, Huy Phạm cũng không nộp bài. Linh Lê Nguyễn Khánh cũng vậy. Một em tên Linh có nộp bài đầu và mấy bài sau không nộp. À, mấy em nộp có nhiều, em có nộp có một bài, mấy bài sau không nộp gì hết, quá trời luôn. À, cô nói rồi nha, bữa thứ tư là thầy sẽ cho làm kiểm tra được chưa? Buổi của thầy đó, thầy của so làm kiểm tra cái bài đó, mà bạn nào không nộp là bị kích ra khỏi lớp nha, bị xóa ra khỏi Classroom luôn, là không có được vô học đâu. Nên mấy bạn tập trung là bữa đó phải làm bài đàng hoàng á. Rồi, có em Hồ Minh Chí nè, sao không biết làm bài em? Mấy bạn kia không nộp, cô không biết là mấy bạn lười hay là do mấy bạn không biết làm. Còn em nộp mà em kêu là em không biết làm bài nào hết, là sao không biết được? Học nguyên một bữa mà sao không biết làm bài nào hết được? Ngồi mở máy tính để đó hay sao mà không biết làm? Không biết làm thì mình coi lại chứ. Rồi nếu như mạng nhà em bị lắc á, thì
Em có thể lên YouTube, em coi cái link YouTube đó, em coi lại bài, mình chịu khó một chút mình coi lại bài. Để mình theo mấy bạn ha. Lên lên YouTube thì nó sẽ không có bị kiểu lắc lắc trên Zoom. Nếu mạng yếu quá. Được rồi, rút kinh nghiệm nha. Chứ còn học nguyên buổi không biết làm gì hết thì nó uổng, mình ngồi 2 tiếng mấy đồng hồ mà. Rồi. Sửa bài. Rồi sẵn luôn Minh Chí. Minh Chí. Làm được câu A không em? Minh Chí có mất không? Rồi Minh Chí cũng không có mất hả? Rồi Khánh Nga hết hết sức là chịu khó xây dựng bài ha, cô thấy bữa nào cũng giơ tay hết. Rồi Khánh Nga làm cho cô câu A đi Khánh Nga. Dạ, cô là 17 trừ lấy vô là 6, 36 nhân 2 là Rồi. dạ, bằng căn 17 trừ 2. 12 này thành 2 nhân 6 đúng không? Dạ 2 nhân 6. Sau đó em đưa số 6 vô căn luôn đúng không? Dạ là căn 72. Là 36 nhân 2 là căn 72, ok. Dạ trừ căn 24 Rồi trừ tách số 8 2 thành 2 nhân 4. 2 nhân 4. Dạ Rồi đưa số là 4 này vô căn luôn thì thành dạ dạ căn 128. 16 nhân 8, 128. Ok. Dạ dưới là ra là 18. Ủa 9 trừ 8. Ủa 9 cộng 8. Tách 17 này thành 9 cộng 8. Dạ. Bên đây. Dạ bên đó là rồi từ bà coi đây. Dạ 4 với 8. 4. Là viết Ủa là sau dạ 4 nhân 8. 16 với 10, 16 với 8. Tách 24 thành 16 Dạ 16 với 8. cộng 8. Rồi. Dạ Mấy số này bằng là mấy bạn bấm trị máy tuyệt. hoặc là tính Dạ tay bình thường A cộng B nha. dạ trị Rồi. tuyệt đối. Không, chưa chưa chỉ tuyệt đối. Dạ Đưa về dạ bình thường bằng trước. dạ căn căn chín. Chính thì là Dạ căn chính. căn chín Dấu trừ. trừ căn 8 tất cả mũ 2. Ok. Dạ trừ căn 16 trừ căn 8 tất cả mũ 2. Đó, phải đưa cái bước bình phương ha. Này sẽ Dạ bằng. dạ trị tuyệt đối 3 trừ 3 trừ 2 căn 2. Ok, 8 là 2 căn 2. Dạ trừ cho trị tuyệt đối 4 trừ 2 căn 2. Rồi, phá trị đối. Dạ 3 trừ 2 căn 2 trừ 4 cộng 2 căn 2. Rồi, chỗ này đổi dấu luôn nha mấy bạn, lưu ý chỗ này có trường trước thì phải đổi dấu. Rồi kết quả cuối cùng của mình được. Dạ trừ 1. Ok, được không? Đó, mấy bạn còn lại được không? Mấy bài này là biến đổi cả hai thằng luôn nha, chứ đừng có biến đổi một thằng trước thằng kia để nguyên nha, là nó dài dữ lắm. Đó, tách ra số 8, số 9, số 8, 16, số 8 thì có thể bấm máy hỗ trợ nếu như mình nhẩm không ra. Giống như 16 với 8 nè, mà ngồi nhẩm nhẩm là nhiều khi cũng không ra, nó ra số nó hơi lớn rồi đó. Rồi tới câu B. Rồi, có bạn nào làm không? Bảo Trân. Bảo Trân hình như làm rồi nè. Bảo Trân ơi. Dạ. Rồi, làm câu B được không? Dạ được. Rồi, rồi, đọc. Giờ làm Ông sao để có số 2? trừ 2 căn 27 72 72.
Là cái số 2 lấy từ căn 3 2 ra đúng không? Dạ. Rồi đưa số 3 vô ngược lại căn rồi. Cộng. 17 cộng cho 2 căn 72. Ok. Rồi giờ tách 17 thành. Căn 9 mũ 2 trừ cho 2 căn 72 cộng cho căn 8 mũ 2. Rồi mình quen rồi, mình có thể viết 9 cộng 8 vậy là được rồi, mình không cần đưa về căn kia. Bên đây cũng vậy đúng không? Đó, rồi. Đưa thành hẳn thức coi. Căn 9 trừ căn 8 tất cả bình Ok. cộng cho căn 9 từ căn cộng căn 8 tất cả bình Rồi bằng 3 trừ chị 2 tuyệt đối vậy tuyệt 2 đối trừ 2 căn 2. cộng cho 3 cộng 2 căn 2 Rồi, bung chị tuyệt đối. bằng 3 trừ 2 căn 2 cộng 3 cộng 2 căn 2 bằng 6. Ok, thank đó, mấy bạn được đúng không? Tới câu C. 15 chia 6 bằng 6, 15 chia 12 bằng 6. Rồi bạn khác coi. Hồng Duy Anh. Hồng Duy Anh. Đâu rồi, đâu rồi? Sao có mấy bạn cô gọi mà không trả lời cô gì hết trơn? À, là chưa kịp đúng không? Rồi à, Khôi Huỳnh Mai. Dạ. Rồi, làm được không Mai? Dạ Khôi cô ơi. Ở Khôi hả? Sorry, làm được không Khôi? Dạ được. Rồi, ok, làm tiếp cho cô coi. Dạ bằng cho căn của 3 trừ căn 6 tất cả bình. Không chơi vậy, ai chơi làm viết một dòng ra luôn vậy. Dạ Viết cho người chính. ta thấy. Dạ. Là em tách số 15 thành 9. Dạ 9 trừ cho 6 căn 6 Còn cộng với lại 6. cái này là em bấm máy đúng không? Dạ. Ừ. Đó có một số bạn không 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 thể tách được kiểu tay như vậy thì bấm máy cũng được luôn. Ok luôn. Tách tay để cho mấy bạn làm mấy bài, ví dụ mấy bài khác thì cũng làm được, mấy bài mà có chữ vô thì cũng làm được, cũng biết cách mà làm. Còn bấm máy thì sẽ quên mất. Rồi tiếp bên đây. 33 thì thành. Nhà bằng cho 24 trừ cho 12 căn 6 cộng với 9. Cộng với 9 thành Dạ, 3 trừ căn 6 tất cả bình. nhiêu chứ? Dạ, 3 trừ căn 6 tất cả bình. Ok. Thay vì là căn 9 thì bạn ghi 3 luôn ha. Bên đây. Dạ, 2 căn 6 trừ 3 tất cả bình. À, thay vì là căn của 24 thì bạn viết luôn là 2 căn 6 luôn. Trừ thay vì căn 9 thì là 3. Đó. Cũng được luôn. Ra. Giá dạ, trị tuyệt đối của Ừ. 3 trừ căn 6 cộng trị tuyệt đối của 2 căn 6 trừ 3. Bằng. Dạ bằng cho 3 trừ căn 6. À, kết quả cuối cùng của mình ra. Dạ căn 6. Ok, cảm ơn Khôi. Ủa Khôi là nam hay nữ? Nam á hả? Dạ con là nữ cơ. À, sorry, thêm lần nữa. Tại để chữ Khôi chứ cô tưởng Khôi là họ. Khôi Huỳnh Mai, vậy là Huỳnh Huỳnh Mai Khôi hả? Dạ. Rồi mấy bạn được đúng không? Giờ tới câu D.
Cô chỉ cho cách làm tay rồi chỉ cho cách bấm máy rồi đó. Nó vô kiểm tra thì phải, giờ bà làm tay không được thì cũng phải biết đường mà bấm máy cho ra. Lê Phạm Trúc Linh. Dạ. Làm được không Linh? Được. Rồi. Rồi giờ mình làm sao nè? Giờ giờ mình giữ đầu cái vé đầu trước, mình đổi cái vé sau. À, giữ nguyên vế đầu đổi phía sau là làm tay đúng không? Rồi vế sau đổi thành gì? Là căn bậc 23 trừ 2 căn bậc 60. Ok. Rồi mình đổi ra là căn bậc 5 trừ 2 căn 15. Rồi căn của số 5 8 thì tách thành 5 cộng 3. 5 cộng 3. Rồi bên đây Vậy là 20 23 tách thành 20 với lại 3. 3 rồi. Là mình thành là căn bậc của căn bậc 5 trừ căn bậc 3 trong hoạt thực chẳng mũi 2. Căn bậc 2 của 3, 2 còn không, nói căn 3 là được rồi cho nó gọn. Là căn 20 trừ căn 3 trong hoạt thực. Rồi 20 thì là căn 20 trừ căn 3, tất cả bình đó. Chỉ này bằng. Trị giá trị tuyệt đối của căn 5 trừ căn 3. Ok. Trừ giá trị tuyệt đối của căn 20 trừ căn 3. Căn 20 là mấy ta? Cô không thích căn 20 nữa. Là 2 căn 5. Ok. Vậy này bằng. Là căn 5 trừ căn 3. Trừ 2 căn 5 cộng căn 3. À, nhớ lưu ý mấy bạn nhớ đổi dấu nha. Vậy là Rồi. bằng căn 5. Trừ căn 5. Rồi chưa nắm được cách tách tay. Thì cô chỉ lại cái cách tách tay. Rồi giờ cô chỉ lấy một thằng, cô hướng dẫn lại cái chỗ cách tách tay thôi nha. Ví dụ dơ số này đi ha. Rồi cô chỉ cái cách tách tay cho cái thằng này ha. Cô chỉ lại. À để cô xuống đây cô chỉ đi. 24 trừ 8 căn 8. Rồi. Bạn nào xong rồi thì xuống làm nhìn mấy bài, bài 1, bài 2, bài 3 làm trước đi. Giờ bạn nào chưa biết cách tách tay thì cô chỉ lại. 24 trừ cho 8 căn 8. Bấm máy thì chắc mấy bạn biết hết rồi đúng không? Còn phần tắt nào. Số 24 thì vẫn để. Muốn tách tay á thì mình cần số 2 ở ngay cái thằng căn. Được không? Mình cần cái số 2 ở ngay cái thằng căn. Mà ở đây là số 8 thì mình tách số 8 thành 8 2 nhân 4. Được chưa? Mình cần số 2 nên mình tách số 8 thành 2 nhân 4. Rồi. Số 4 ở ngoài này nè mình đưa cho trong căn luôn. Mà một số lớn hơn bằng 0 ở ngoài đưa vô căn thì thành bình phương lên. Vậy 4 đưa vô căn thì thành 4 bình. Ở này mình bấm máy thôi. Thì đây này mình ra một 100 mấy đó. Ở trên đây bạn ra 100 mấy đó, 128. Được không? Từ đây mình sẽ đi tìm hai số
AB sao cho A cộng B bằng 24 và A nhân B bằng 128. Đó, muốn làm cách này thì phải có số 2 ở phía trước căn. Số còn lại không dính gì tới số 2 thì đưa hết vô trong căn. Đây là tóc tay của mình ha. Được chưa? Được không em? Rồi đó. Rồi cô nói kỹ lắm nha, vừa tóc tay nếu là bình thường thì sao, nếu có máy bấm thì làm bấm máy như thế nào, rồi cô dạy kỹ lắm rồi nha. Cái vô làm chiếc Word cho cô đi, xong rồi khi tách số ra thì cô dặn rồi, số lớn để phía trước còn số bé mình để phía sau, để lỡ có quên chị được đối cũng không sai đó. Nhắc tới nhắc lui rồi đó. À, giờ làm bài 1 đi kìa. Bài 1 thì dễ quá rồi. Bài 1 mấy này để cho mấy bạn làm cho quen thôi, kẻo sợ quên. Bài 1 dễ quá thì nó nhanh thôi ha. Đáp số của có cho bên này nè. 8 trừ 2 căn 7 có sẵn số 2 nè. Trong căn là số 7 cộng 1 ra số 8. Thì chắc chắn chỗ này tách thành 7 cộng 1 rồi. Số 8 tách thành 7 cộng 1 rồi. Là xong liền đúng không? Đây cũng vậy, 7 cộng 2 căn 6 có sẵn số 2, trong căn là số 6, thì tách thành 6 cộng 1. Số 6, 6 cộng 1 ra 7 đó. Đây cũng vậy, 2 sẵn số 2 rồi, căn 18 ở ngoài 19, thì tách thành 18 cộng 1. Rồi, chị tuyệt đối ghi để mình nhớ lý thuyết. Được không? Chị tuyệt đối ghi để mình nhớ lý thuyết, tại không phải lúc nào mình cũng làm trên số hết. Mai mốt mình gặp mấy bài kiểu này mà quên chị tuyệt đối là em toàn ra x trừ 1 không à. Nên cô bắt mấy bạn ghi chị tuyệt đối cho nhớ lý thuyết á. Được chưa? Bắt ghi chị tuyệt đối cho nhớ lý thuyết. Với lại để lỡ đỡ mất trường hợp mất công mấy bạn ghi số nhỏ trước số lớn ở phía sau ra vậy nè. Nhiều khi mấy bạn viết ra vậy luôn á, mấy bạn không thèm để ý luôn chị tuyệt đối á. Có nhiều bạn ghi chị tuyệt đối vậy xong, xong bung ra vậy luôn, không đổi dấu gì hết trơn á. Nên để tránh mấy cái trường hợp như vậy thì cô mới bắt ghi số lớn trước số nhỏ, nhỏ sau ha. Cũng tránh trường hợp mấy bạn lỡ quên chị tuyệt đối. Nhưng mà chị tuyệt đối thì nên ghi ha. Rồi bài này dễ quá đúng không? Mình nhìn nhanh nhanh thôi, số 2 có sẵn rồi. Đây căn 5. Mà số 5 này cộng 1 ra 6 thì tách thành 5 cộng 1, tách số 6 thành 5 cộng 1. Đây tương tự. Thành 8 cộng 1. 21 cộng 1 quá dễ đúng không? Vậy thôi bài 1 khỏi làm được chưa? Dễ quá rồi khỏi làm. Xuống là bài 2. Đó bây giờ xuống là bài 2 đi. Bắt đầu từ giờ là không có để mấy cái căn chính vậy nữa ha. Căn 9, căn 8, căn 12. Mình chỉ để ngay cái khúc đưa về bình phương thôi. Ví dụ căn 9 trừ căn 8 tất cả bình, ok. Nhân sau khi ra tuyệt đối là 3 trừ 2 căn 2 liền. Chứ không để căn 9 trừ căn 8 nữa. Rồi làm bài 2 làm nhanh coi. Sửa mấy câu đầu thôi. Mấy câu sau là mấy bạn về tự luyện tập thêm. Sửa mấy câu đầu bài 2 thôi ha, mấy câu sau là mấy bạn về tự luyện tập thêm. Rồi bài 3 sẽ là bài tập về nhà của mấy bạn được không? Rồi thì giờ bài 2 nè. Nói vậy nãy giờ có bạn nào còn chưa biết làm nữa không? Chưa biết hai căn này nữa không? Không nói gì là biết hết rồi nha. Bài 2 sửa mấy cái thôi ha. Ví dụ sửa câu B này. Lựa đại để sửa thôi ha. Sửa câu này.
Nó chẳng hạn như cô sửa hai cái thôi, còn mấy cái kia là các bạn về nhà các bạn làm. Rồi. Giờ làm tay nè. Cần số 2, chị tách số 8 thành 2 nhân với 4 căn 6. Bây giờ cô làm nhanh luôn. Số 4 cô đưa vô căn thì thành 4 bình nè. Đó. Rồi tính cái này luôn. 4 bình là 16, 16 nhân 6 là 96. Đó, vậy là 2 căn 96. Được chưa? Rồi, tìm hai số AB sao cho A cộng B là 22, A nhân B là 96. Thì cô thấy là 16 với lại 6, cô tách thằng 22 thành 16. Cộng 6. Đưa vô đây thì thành bình. Chỉ được đối của căn 16 thì ra 4, căn 6 để nguyên. Vậy bằng 4 trừ căn 6. Lưu ý là một câu A mà có hai cái lẫn nhau, một câu B có hai cái nha. Này B1 đi. C2 đó. Rồi 4 3 giữ nguyên. Cần số 2 tách 12 này thành 2 nhân với 6 căn 7. Giờ cô đưa số 6 này vô trong căn luôn thì thành 6 bình nhân 7. 6 bình thì là 30. 36. 36 mà nhân lên cho 7 thì được 252. Rồi, tính tay bấm máy gì đó thì mình ra được là tách số 43 này thành 36 với lại 7. Vậy ở đây thành căn 36 nè. Dấu này là dấu trừ, vậy là trừ căn 7, tất cả bình. Căn 36 thì là 6 trừ căn 7 bằng 6 trừ căn 7. Đó. Đó làm hai bài xương xương vậy nha. Câu 3 là bài tập về nhà của các bạn rồi đó. Nhớ thứ tư kiểm tra nên nhớ coi lại mấy bài hết nha. Rồi hai câu BC sẽ là về nhà nè. Giờ cô hướng dẫn cho câu A nè. Nãy giờ mình làm là có một cái căn nè. Nãy giờ mình làm có một cái căn nè. Đây, có một cái căn duy nhất thôi, mình khái căn này ra là xong. Nhưng giờ bài này nó chồng căn với nhau là 1, 2, 3, 4 cái căn lận. Thì để làm bài này dễ, đỡ phải viết lại nhiều lần, thì đầu tiên là mình vô là mình nên đặt đi. Mình đặt A là, đó, A là cái căn bự đùng của mình. Viết cho đủ căn nha, chứ viết hồi cái thiếu căn đó. 4 cộng cho 5 căn 3 cộng cho 5 nhân với 48 trừ 10 căn 7 cộng 4 căn 3. Được chưa? Thì cách làm của bài này, khi mà có nhiều cái căn chồng lên nhau như vậy nè, thì mình sẽ làm từ trái qua phải, là từ trong ra ngoài, là từ cái căn trong cùng mình đem đi khai căn. Mình nhìn cái căn trong cùng mình đem đi khai căn trước. Đây, căn trong cùng của mình là căn này. Mình đem thằng này đi khai căn trước. Như ta có. Mình phải làm từ từ, bài này buộc phải làm từ từ ha. Căn của 7 cộng 4 căn 3. Đó, mình đem thằng này đi khai căn.
4 thì tách thành 2 đúng không? Số 2 đưa vô căn là 4 là thành 12 nè. Số 7 mình tách thành 4 cộng 2 căn 12 cộng 3. Vậy là cái căn của 7 cộng 4 căn 3. Mình khai căn thì mình được 2 cộng căn 3. Vậy khi đó mình suy ra cái biểu thức A của mình sẽ bằng. Cái phía trước này mình viết lại. Bài này làm sẽ cực nha. Đó, phía trước mình viết lại. 10 nhân với. Giờ thay vì là 10 nhân với cái căn thì mình biết cái căn này thành 2 cộng căn 3 rồi, vậy là 10 nhân với 2 cộng căn 3. Được chưa? Rồi mình sẽ đi rút gọn. Mình lấy này mình nhân phân phối vô, lấy nhân phân phối vô mình sẽ đi rút gọn. Ở ngoài chưa làm gì hết thì phải viết lại hết. Thì lưu ý với bạn là cái bài này mấy cái căn hơi dài nên mấy bạn đừng có ngồi mấy bạn lấy 48, mấy bạn lại nhân phân phối kiểu này cho mất công ha, lại phải viết lại thêm lần nữa không, cái dòng rút gọn này mình làm mồi nhát. Mình lấy 48 nè, trừ cho nhân phân phối vô 10 nhân 2 thì được 20 nè, trừ cho 10 căn 3, vậy là 28 trừ 10 căn 3. Đó, mình chỉ viết vô đây là 28 trừ 10 căn 3 đó. Chứ không có ngồi viết thêm một dòng phân phối nữa, rất là mất thời gian. Rồi lại tương tự tiếp. Sau khi thế vô thu gọn, lại lấy cái căn trong cùng đi khai căn tiếp. Đây, thằng này là căn trong cùng đây. Đi khai căn tiếp. Lại ta có tiếp. Mình trình bày như vậy luôn ha. Chứ đừng có đem nguyên cái căn này đi làm từ từ viết, rất là mất công nha. Em nhìn nội em khai một cái căn này, em viết mấy dòng, là em bưng theo thằng này em viết thêm mấy lần như vậy nữa. Thì nên viết cách trình bày này là cách trình bày nhẹ nhàng này ha. Rồi. Đây cũng vậy. Số 2 trước. 10 tách thành 2 nhân 5, đưa số 5 vô căn thành 25 nhân 3 là 75. 28 tách thành 25 trừ 2 căn 75 cộng 3. Căn 25 trừ căn 3, lưu ý dấu nha. Bình. 5 trừ căn 3. Được chưa? Rồi vậy khi đó cái A của mình lại trở thành. Rồi phía trước chưa làm gì hết phải viết lại. 4 cộng cho căn của 5 căn 3 cộng cho 5 nhân với. Giờ cái căn này mình đã khai căn được là 5 căn 3, vậy là 5 nhân với 5 trừ căn 3. Được chưa? Lại làm bước rút gọn ngoài nháp. Lại nháp tiếp. 5 căn 3 mà cộng cho này nhân phân phối vô được 25 trừ cho 5 căn 3. Hết hết, vậy còn 25. Vậy cái này bằng căn của 4 cộng cho căn của đó. Nguyên cái căn này mình nháp ra được là 25. Vậy thành 4 cộng 5, căn 25 ra 5. Vậy là cái này căn 9 mà căn 9 thì ra 3. Được không? Các bạn thấy được không? Vẫn là khai căn bình thường thôi, nhưng mà giờ nhiều cái căn nó chồng vô nhau. Thì mình làm lần lượt ha. Làm từ cái căn trong cùng làm ra, lấy căn trong cùng bóc đi khai căn trước, sau đó thế vô. Nên những bài này mấy bạn nên đặt
người ta không đặt cho bạn thì mấy bạn nên đặt cái này là A, cái này là B, cái này là C gì đó, cái gọi cho nó dễ đỡ mất công viết lại biểu thức. Rồi hôm nay học tới đây có ai ý kiến gì không? Bài tập về nhà của bạn bao gồm hai bài ha, là ví dụ bài 3 với bài 4 BC. Còn bài 2 này bạn nào chưa chắc lắm thì ngồi làm thêm đi. Đó, làm thêm. Có đáp án kế bên rồi đó. Có đáp số kế bên chứ. Được không? Đề kiểm tra thì không biết nha. Rồi cái phần này rối quá đúng không? Bài 4 rối quá đúng không? Rối quá thì về coi lại thêm lần nữa đi. Về ngồi suy ngẫm, ngồi nhìn vô cái bài giải của cô nè, ngồi ngẫm lại coi. Rồi mình có thể làm thử câu B, câu C. Là hết cái phần nào hình của thầy thì có hệ thức lượng với lại tỷ số lượng giác, mà tỷ số lượng giác hôm bữa thầy nói rồi đó, là cho nhẹ nhàng thôi. Còn về số, về số thì mình sẽ làm tới hai căn được không, số thì mình làm tới hai căn bao gồm gì thì có thể là có tìm điều kiện xác định. À, rút gọn, so sánh số hai căn được chưa. Đó, có thể nói chung là mình học gì thì mình làm đó thôi. Bữa đầu tiên là mình học về điều tìm điều kiện xác định nè. Tìm điều kiện xác định thì cô có chỉ cho mấy dạng đó, so sánh số bữa đầu tiên, bữa thứ hai mình học nè, rút gọn. Hai bữa nay mình học rút gọn rồi nè, hai căn rồi nè, đó thì có thể quanh quẩn trong phần đó ha. Nói chung là học gì cho nấy à, không có phải cho khó hay là khó đâu, cho để mấy bạn coi lại thôi. Kiểm tra chung một buổi thứ tư của thầy luôn á, là chung một đề, là vừa có số vừa có hình luôn á. Về nhà ôn đi, thứ tư kiểm tra đó. Nên bạn nào mà chưa có tự nhiên cái phần đó mình quên mất tiêu thì có thể lên lại cái link bài giảng đó, cái link video ở trong Classroom đó, lên lại cái link đó để vô YouTube coi coi lại một chút. Học online thì mấy bạn phải cố gắng, mấy bạn ở nhà mấy bạn chịu khó làm nhiều ha. Rồi được rồi thì mình nghỉ ha, ráng ôn bài để kiểm tra cho tốt. Con chào cô. Rồi, bye bye. Rồi, nếu như mà thứ tư không em bị bận em không có máy để em học thì em có thể kiểm tra vào thứ ngày mai á, kiểm tra vào thứ ba cũng được. Nhưng mà cái đó em phải có link để vô nha, em phải có link để học, vô học. Em nhắn hỏi thầy trợ giảng thôi, coi em có số thầy trợ giảng chưa. Làm sao để vô mấy cái lớp kia. Em có thể kiểm tra vào thứ ba hoặc là vào chủ nhật. Thứ ba thì cũng từ 6 giờ tới 7 rưỡi. Chủ nhật thì từ 5 rưỡi tới 7 giờ đó. Ok ha. Ủa có mấy bạn sao không thoát đi?